Mình ví dụ mình bị đau họng ấy, bảo nó mày cắt lá trong không thì mình ngâm mấy cái đổ rượu vào, nhưng mà tay nó làm thì được, còn tay mình làm nó khác. Còn những cái bài thuốc mình chỉ cho mọi người ấy, mình sẽ làm những bài thuốc nó đẳng cấp hơn nhiều. Ví dụ nhé, bài thuốc của mình nó về như chữa về những cái bệnh khác nó phải là đẳng cấp hơn như thế nữa, có nghĩa là những bài thuốc đấy là bây giờ mình không được không dùng nữa, chứ có phải là mình vẫn dùng bài thuốc rồi nó khác rồi à. Ví dụ mọi người lấy thuốc mình phải căn những cái loại thuốc nó hiện đại hơn và nó nhanh hơn và nó khác. Mụn nám và tàn nhang thì giá rô tầm mình giá đắp và là khỏi, có phải là bây giờ đơn giản không? Mình tại sao những người mà ngày xưa những ví dụ như gia truyền thuốc nam gia truyền ấy, bố ngày xưa ông bố rất chìa giỏi, sau nó truyền ra quan ấy, tại sao bảo ông bố chữa nó không đạt đến mức độ ấy nữa, nó chỉ đỡ vô vài nơi nó không khỏi được, nó chỉ đỡ thôi nó không khỏi đâu. Ví dụ hạt lấy bảy lá không cắt nhỏ nó ngâm rượu, ngâm khoảng 10 phút, ngâm với 1 lít rượu, ngâm với khoảng 10 lít, ngâm 10 phút ấy. Ngâm 1 lít rượu, ngâm 10 phút, xúc miệng cả ngày ok luôn. Điều giữ gì anh viết sách mày không biết, mày ngu thế. Các cụ viết thành sách, mình cũng viết được, mình cũng viết từ lâu rồi. Bảo gì ấy? Đó. Nói. Có bệnh án ấy gửi qua cho mình xem, mà nếu chữa được mình bảo mình chỉ vài thuốc vào không thì thôi. Thế không chữa đâu. Ung thư đấy không chữa được. Không, ung thư đấy không làm gì, không chơi đâu. Cái loại đấy không làm gì. Không, bệnh gì không chữa được, từ chối luôn. Bệnh gì như gan, nó bổ ung thư gan, nó nhận luôn, bao khỏi luôn. Còn bệnh gì không chữa được mình nhận, người ta làm gì? Người ta lại cứ nghĩ mình chữa được, không? Đến lúc không chữa được nó lại thất vọng lớn quá. Mình cái gì mình không có kịp nốt thắng luôn nhỉ? Không, người ta để người ta trông chờ làm gì.